Hello, chào mọi người. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho mọi người cái tác phẩm Lego nào của con này. Lego con ngựa. Lego con ngựa. Trong Lego 12 con giáp. Đây là con ngựa này. Tượng ngò đúng không? Nó được ráp từ bao nhiêu mảnh đây? Không, từ 600. 745 mảnh.